SBS News đưa tin vào ngày 1 tháng 3, một nhân viên IT tại công ty đường sắt quốc gia Korail, được gọi tắt là A, bị phát hiện nhiều lần truy cập trái phép thông tin cá nhân của trưởng nhóm AM. Người này đã xem thông tin đặt vé tàu của AM, trong đó có địa chỉ, số điện thoại di động. Việc này tiếp diễn 18 lần kể từ năm 2019. Sau đó, người này còn khoe khoang hành động trên với bạn bè và thậm chí cung cấp thông tin đặt vé của trưởng nhóm BTS để họ có thể mua chỗ ngồi gần. Giải thích về hành vi của mình, nữ nhân viên nói: "Tôi làm vậy chỉ vì tò mò, tôi đang tự kiểm điểm bản thân. Hiện tại, A bị đình chỉ công việc vì vi phạm quy định bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Sau quá trình kiểm tra nội bộ, Korail tuyên bố, chúng tôi xác nhận A đã truy cập thông tin cá nhân trái phép, nhưng chưa xác nhận được rằng liệu các thông tin có bị rò rỉ ra ngoài hay không." Về phía AM, anh không đưa ra phản hồi, nhưng cũng chia sẻ lại bài báo liên quan vụ việc trên trang cá nhân. Cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra phẫn nộ với hành động của nhân viên A. Cô ta không làm điều đó một hay hai lần, mà là 18 lần. Không thể tin rằng cô ấy chỉ bị đình chỉ chứ không bị sa thải, cô ấy sẽ tiếp tục làm điều đó. Hai em cần phải kiện đi. Đó là loạt bình luận của người hâm mộ. Đây không phải là lần đầu tiên nam thần tượng bị xâm hại quyền riêng tư. Trước đó, AM cũng phải lên tiếng khi các câu chuyện, vấn đề cá nhân của anh trong chuyến thăm chùa Hoa Ơ Sam ở núi Rizisan bị công khai trên phương tiện truyền thông. AM đã xóa các hình ảnh của chuyến đi này trên trang cá nhân. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cho chúng mình biết dưới phần comment nhé! Và chúng mình là News BTS. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé!